Quá đầy, quá đầy. Ngày cuối cùng mà một giờ hai tiếng mà. Cuối cùng cái chữ về cho nó đầy đặn. Tràn đầy tình cảm. Năm nay là ai là đầy đủ dư giả nè. Đủ dư giả. Có gì không? Tiêu. Tôi nó đi về xong không lấy ấy. Ấy gì? Đó rồi mà. Tháng còn bị nó cho tôi là tôi chờ đó mà. Mà bỏ tủ lạnh ăn từng lần. Ăn. Con mình là lấy miếng đồ chín lại giờ ta ăn có nó còn nấu. Một người cũng nấu mà năm người cũng nấu. À, năm người nấu làm luôn. Rồi mẹ con bà kia cắt đi. Cái bị dữ nó dễ lắm. Ở dưới này có lấy cái đường gì cũng khác. Rồi bắt đầu bỏ cánh rồi mà nó không có chạy. Để cái đường sao á. Nó không có chạy, nó tụt à. Ôi được kìa. Vậy? Có tiêu á, đừng có cho nước. Cho chút hành no, chút bột ngọt vô, chút đường vô rồi để nó tự nó ra, nó thấm nè. Sáng nay mình ăn sống cũng được mà mình nấu cùng cùng cũng ngon. Sáng mình nấu thì nó sáng nay ta nấu nước lèo ta bắn thửa mình đó. Chân nấu chạy ô, chân, cơm. Ừ.
Nó có chuyện nhất này, 80 ngày, ra bữa nào ra cũng 5 tí nè. À, hộp thứ 5 rồi đó. À, thứ 5 rồi. Chứ được cái 15 rồi, tạo cái đưa vô thầy em đi dọn lên ăn. Đây bên em có sắn này, hai ba hộp không sắn. Vô. Đâu cứ không có qua vô. Vô nhét cho nó hết. Đổ cho mình. Yeah.